Em và cả nhà muốn chị Hiền về ở chung. Chị ấy có thể làm việc ở tiệm cơm, rồi sau đó kiếm một cái nghề nào đó để học. Nhưng mà mỗi lần nhắc đến á, là chị lại lẩn tránh. Dạ. Con đưa nội đến gặp chị con nhé. Dạ nội. Em đi không em? Biết. Đi với anh nè. Bao nhiêu tiền anh trả cho. Thằng điên. Mày nói gì đó? Nè, làm gì đó? Con hồn biến nha. À, mày là thằng bảo kê đúng không? Mụ này là Tú Bà đúng không? Nè, mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Mất dạy này, mất dạy này. Cậu có thể nói tôi thế nào cũng được, nhưng đụng đến cháu tôi không để cho cậu yên đâu. Biến. Nghe gì không? Biến. Có sao không con? Dạ. Dạ không. Nội đến đón con về. Con. Nội biết. Trong lòng con còn nhiều đau đớn, còn nhiều oán giận. Nhưng đừng tự chịu một mình. Con còn có nội, còn có các chị em. Hãy để mọi người chia sẻ với con nhé. Về nhà đi con. Nội cho con thêm thời gian đi nội. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.